Bây giờ tìm một nơi mà giống như trong cái video này thì tìm ở đâu ta? Một cái nơi mà trong vắt, một cái nơi mà có nhiều hệ sinh thái, cá các loại giống như là trong một cái hồ cá ở Dubai. Không một cái nơi nào cả, rất khó tìm các bạn. Nhưng trong video này, Quang sẽ bật mí cho các bạn biết nơi mà Quang đã khám phá ra được không đâu xa. Chỉ từ Sài Gòn của mình đến Phan Thiết. Rồi sau đó bắt một cái chiếc tàu như một chiếc máy bay êm ái chạy ra hòn đảo tên là Phú Quý. Mất 2 tiếng rưỡi thôi thì các bạn đã trải nghiệm được ngay những cái cảnh trong toàn bộ video này mà Quang đã có dịp trải nghiệm ở đây trong cái mùa Covid. Ở đây thì đó là một hòn đảo biệt lập thì Quang sẽ không phải kể nhiều cho các bạn về vấn đề rất là trong lành và sạch sẽ, đặc biệt là một nơi trốn Covid hàng đầu của Việt Nam luôn mấy bạn ơi. Vì ở đây không có đường bay cho nên đi tàu ra và kiểm duyệt rất là kỹ. Lúc trước hòn đảo này kiểm soát về vấn đề đi lại của người nước ngoài rất là gắt gao. Bây giờ thì thoáng hơn rất là nhiều rồi. Cho nên là Quang đã có dịp ở trên này và các bạn cũng có thể thực hiện được và có được những trải nghiệm cũng như là những cảnh quay này y như Quang thôi. Bây giờ ngay sau đây các bạn sẽ thấy khủng khiếp chưa? Đúng rồi, bắt tôm hùm đó mấy bạn. Bắt tôm hùm bằng tay đó. Sau đó làm gì các bạn biết không? Mang lên nướng. Trời ơi, cái video này Quang đã đăng tải ở trên YouTube mà được rất là nhiều view, tức là họ muốn một cái trải nghiệm thực tế như thế này. Và các bạn cũng vậy, hãy tưởng tượng chính tay bạn hoặc chính tay con cái của bạn bắt những con tôm hùm này lên, cả gia đình. Trời, Quang nói tới đây Quang phải nuốt nước miếng, tại vì khúc này bạn Ngân bạn làm nước chấm khủng khiếp, siêu ngon quá. Như các bạn thấy trên thảm đó là có cái logo chiêu chiêu, đó là cái khách sạn mà Quang đang xây dựng theo kiểu Địa Trung Hải, rất là hấp dẫn. Trời, nuốt nước miếng. Coi tới đây bạn nào không nuốt nước miếng là hơi bị uổng. Con tôm hùm ngon, giòn và cảnh biển ở sau thì ôi mênh mông khoáng đãng, tuyệt vời lắm mấy bạn ơi. Còn bây giờ thì nếu mà các bạn không có rành về bơi, không cần mặc áo phao thì hãy xem video, thấy không? Quang bơi một cách tự do trong mặt nước trong lành, mở mắt nhìn mấy chú cá. Trời, các bạn thấy cá nhiều như vậy có nghĩa là cá sẽ rất là rẻ đó nha mấy bạn. Không ở đâu ăn hải sản ngon, rẻ, tươi bằng ở nơi này. Các bạn thấy không? Bạn Ngân đâu phải là một cái tay bơi siêu đẳng đâu. Còn bây giờ quay trở lại, đây là nơi mà Quang sẽ xây khách sạn chiêu chiêu. Đó là những thằng nhóc hàng xóm dễ thương của Quang. Còn đây là mặt biển. Mặt biển của chiêu chiêu thì siêu lại luôn. Các bé mà tầm 10 tuổi, 15 tuổi đi bộ ra đây trực tiếp ngắm những hệ sinh thái này, khám phá ra những rặng san hô đầy đủ màu sắc mà cực kỳ an toàn, không có sóng, không có bị những vùng nước trũng, khám phá thêm những cái nó gọi là những kiến trúc nhà cũ có tuổi tuổi đời lên tới 150 tuổi như các bạn đang thấy trên video. Rồi song song đó cả gia đình bạn có thể lang thang bộ trên tất cả những cái hòn đá này mà không có hào. Đây là điểm mà Quang hứng thú nhất, không bao giờ sợ bị cắt chân hay là bị té cả. Đặc biệt lại một món ngon đặc biệt khác đó là con cua huỳnh đế, là con cua đầu bự các bạn thấy đó. Song song nói là đảo chứ mình vẫn có thể đi chợ, mình mua cá, mua rau rồi mình nướng, ngày nào cũng ăn cá tươi. Song song đó nếu mà các anh trai hoặc là ai mà thích cảm giác phiêu lưu trên biển thì có ngay môn thể thao lướt ván diều tại nơi đây hả. Nước trong vắt, mặt biển phẳng lặng, rồi gió tốt, chúng ta vừa lặn biển, chúng ta vừa bay diều đua theo những con sóng. Trời ơi, cuộc sống đi ra biển đâu chỉ có bia bọt, nhậu nhẹt hoặc là hát với nhau sùm đâu, còn hàng tá thứ để chúng ta trải nghiệm, đúng không mấy bạn? Quan trọng là nơi nào có tất cả trong một để đáp ứng được tất cả loại hình nhu cầu du lịch của vợ mình, của con mình, của con gái mình. Đó, thấy chú cá Nemo không? Rồi, trời ơi, bước lên đây, mình khỏi phải trèo lên xe hơi, khỏi phải trèo lên thuyền. Mà ở đây, tất cả trong một các bạn ơi, không cần đi đâu xa. Chỉ cần bước lên đảo và ở khách sạn chiêu chiêu, đi bộ ra những chỗ này chưa tới 10 phút.
Sướng lắm mấy bạn ơi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu muốn xem kỹ hơn những video chi tiết thì hãy theo dõi kênh YouTube của Quang, cũng như là search về đảo. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này nha. Nếu như mọi người thấy thích video này thì nhớ để lại comment giúp Ngân nha. Còn nếu muốn xem nhiều video thì bấm bên này. Và bấm bên này cũng được nữa. Bye bye mọi người nha. Chiu chiu.